Xin chào và cảm ơn các bạn đã ghé kênh Ngày và dành vui. Thời gian xem video nhá. Hôm nay mình mời các bạn đến trải nghiệm cùng anh chị em trong công ty, gọi là ngày hội thu hoạch, ngày thu cây cà gai leo. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp nên là anh chị em ở trong công ty đang tổ chức thu cây cà gai leo để mang đến băm rồi là rửa phơi, tranh thủ thời nắng nóng. Đây là một cái công đoạn này kỹ nhiều thế, các bạn nhiều thế đang cuộn chuẩn bị mang về. Trước khi cuộn như thế này chúng ta sẽ gọi là có một cái công đoạn gọi là cắt cà, nhưng mà trước mắt bây giờ chúng ta sẽ đi theo hai cô để xem nào. Đấy, thì cháu quay làm dữ liệu tí nữa cháu cắt để khoe với mọi người là mình có cà để thu. Rất nhiều người làm gì có cà thu đâu. Mọi người đăng ký kênh và like video ủng hộ mình và các cô nhá. Còn sau đây là công đoàn thu cà này. Một người thì đi trước lấy cái cào sắt cuộn tròn, cuộn lên để một người theo sau để cắt. Chúng ta phải dùng đến cào sắt bởi vì là nó lắm gai lắm và bắt buộc phải đi ủng để phòng gọi là gai đâm máy lia máy cắt. Đây là chúng ta sẽ cắt, gọi là khá sát mặt đất, tuy nhiên không phải là cắt phá các bạn nha, chúng ta sẽ cắt như thế này thôi. Đấy, một người thì đi trước cuộn lên, một người thật sâu cắt. Đây, cắt như thế này chúng ta cắt sát đất, chúng ta sẽ vẫn còn để lại gốc nhá, và mình sẽ vẫn là thu hoạch tiếp được. Các bạn đừng sợ là nó sẽ gọi là chết. Gốc cà thì cũng khỏe lắm. Đợt thu này là đang là đợt thu thứ ba rồi. Thông thường cà là mình sẽ thu được gọi là 6 đến 8 lứa, nó tương đương với gần 2 năm. Còn là những năm về sau thì nó già cỗi rồi nên là năng suất không cao thì chúng ta sẽ hủy đi, chúng ta trồng lứa mới. Nói là hủy nhưng mà mình sẽ thu lại rễ để sử dụng làm lại đất và trồng lứa mới. Cái vấn đề đấy là mình sẽ chia sẻ cùng các bạn sau. Đây này, các bạn nhìn thấy những cái gốc này chưa? Đây, gốc mình cắt sát như thế này và nó sẽ vẫn tiếp tục lên được, nó sẽ bắt mầm lên. Yên tâm là chỉ cần trong vòng hơn tháng nữa là cái ruộng này sau khi cắt xong nó vẫn xanh đẹp được, xanh rì luôn. Đây nha, đến cuộn khi cuộn mà cảm thấy nặng nặng rồi là chúng ta sẽ dùng máy cắt và lôi cái cục này ra và sẽ có người đi theo sau xin que mang về. Nào bây giờ chúng ta sẽ chờ một tí thì cả hai cô kia ra đó. Bắt đầu cuộn thành từng cuộn như này cho chúng ta xiên. Quả chín nhiều nhé, quả chín nhiều thắt. Vâng. Đấy, thì cháu quay làm dữ liệu tí nữa cháu cắt để khoe với mọi người là mình có cà để thu. Rất nhiều người làm gì có cà thu đâu, chỉ có cà để dùng thôi. Đấy, à rồi. Đấy, cho đó là tập trung lên khu tập kết. Khu này gọi là khu tập kết từng cuộn đây. Châu.
chúng ta sẽ tời ra. Từ cuộn này chúng ta sẽ tời ra. Tời dài ra để cho nó vào được máy băm. Cho lên máy băm. Đây, thêm băm lên một chút nữa này. Rồi, cho vào bao. Thêm bao nhỏ nhỏ thế này. Rồi chúng ta sẽ kéo lên một cái khu để rửa sạch, sau đó là để ráo. Rồi tranh thủ trời nắng thế này rồi mang phơi luôn. Sau khi mình đã cắt xong này, mình mang đi rửa để ráo và bây giờ mình sẽ mang ra tranh thủ để nắng trên này phơi này. Tầm 3 đến 4 nắng là nó sẽ khô giòn luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem hết video nhá. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.